Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động Crypto 24 giờ, một bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên kênh CryptoLinkVN. Việt Nam lần đầu tiên đăng cai hội nghị blockchain toàn cầu. Binance cân nhắc áp dụng miễn phí giao dịch. Justinson tuyên bố chi 5 tỷ USD để hỗ trợ thị trường. Phó Chủ tịch Fed kêu gọi đẩy nhanh hành lang pháp lý cho tiền mã hóa. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động Crypto 24 giờ tối nay. Hội nghị blockchain toàn cầu lần thứ 10 sẽ chính thức được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện được đồng tổ chức bởi tập đoàn Agora, V2B Labs, D-Lion và Liên minh Blockchain Việt Nam dưới sự bảo trợ của Hội truyền thông số Việt Nam diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 7 tại khách sạn Intercontinental Landmark, Hà Nội. Theo ban tổ chức, Việt Nam là nước đầu tiên được chọn để tổ chức hội nghị thường niên nêu trên ngoài các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước đây, hội nghị đã được Agora Group tổ chức thành công 9 kỳ tại thành phố Dubai, với mục tiêu kết nối và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực blockchain nói riêng và công nghệ thông tin nói chung trên toàn thế giới. Năm nay, sự kiện sẽ có 10 phiên thảo luận diễn ra xuyên suốt xoay quanh các chủ đề đang gây sốt và được quan tâm nhiều nhất trong giới blockchain hiện nay như MetaFi, Web3 và tương lai của NFT. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây sẽ là sân chơi để các dự án blockchain tiềm năng có thể chia sẻ, kết nối và tìm kiếm cơ hội gọi vốn từ những quỹ đầu tư lớn, chất lượng nhất. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò của mình như một trung tâm blockchain mới của thế giới. Vào ngày 29 tháng 7 tới, tại Trung tâm Sự kiện và Triển lãm Sài Gòn sẽ diễn ra sự kiện Blockchain Global Day 2022, triển lãm chủ đề blockchain lớn trong năm 2022 tại Việt Nam. Sự kiện này được phối hợp tổ chức bởi Spaceship, Sài Gòn Innovation Hub, Infinity Ventures Crypto và YGGC Việt Nam. Theo dự kiến, Blockchain Global Day 2022 sẽ thu hút 50.000 lượt tham dự, trong đó có cả các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước như Binance, YGGC, một tổ chức game thủ NFT hàng đầu châu Á, Coin98, hệ sinh thái DeFi số 1 tại Việt Nam cùng nhiều đơn vị uy tín khác. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, sự kiện không chỉ giúp người Việt tiếp cận mà còn trải nghiệm blockchain trong lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục, quản lý nhà nước. Blockchain Global Day 2022 tạo cơ hội để các đối tác, tập đoàn, tổ chức nhà nước gặp gỡ, trao đổi và ứng dụng blockchain trong hoạt động của họ. James Benzel, người sáng lập và giám đốc điều hành của Binance, đã tạo một cuộc bỏ phiếu trên Twitter vào hôm nay để đánh giá sự quan tâm của các nhà đầu tư trong việc giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử mà không mất phí. Đáp lại câu hỏi của CZ, hơn 65% nhà giao dịch tương đương hơn 30.000 phiếu ủng hộ phí bằng không, bất chấp những rủi ro cố hữu mà doanh nhân này đã chỉ ra. CZ đã trình bày một số vấn đề mà nó có thể nảy sinh trong quá trình này. Một trong số đó là giao dịch wash trade, trong đó người dùng thực hiện một loạt các giao dịch mua và bán để thao túng hoạt động thị trường, có thể được sử dụng để nâng cấp VIP trên Binance. Hơn nữa, CZ tuyên bố rằng việc đưa giao dịch với mức phí không đồng đến với đại chúng sẽ yêu cầu Binance thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ, bao gồm các công cụ phát hiện để xác định các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, bỏ qua các vấn đề trên, CZ tuyên bố, Binance sẵn sàng thực hiện các thay đổi bất kể những thách thức mà một hệ thống mới sẽ mang lại. Polygon Matic đã tăng gần 30% trong một tuần qua. Theo CoinGecko, Matic hiện đang giao dịch ở mức 0,59 đô la, tăng khoảng 5% so với ngày hôm trước, lần tăng giá mới nhất cho Matic đến sau vài tuần tích lũy cá voi. Theo công ty phân tích trực tuyến Into the Block, cá voi nắm giữ từ 10 đến 100 triệu Matic đang tăng lên trong giai đoạn giá đi xuống nhiều tuần liền. Bên cạnh đó, hai động lực khác thúc đẩy giá Matic chính là việc Reddit hợp tác với Polygon để đúc các hình đại diện NFT và Robinhood, một ứng dụng môi giới chứng khoán nổi tiếng đã mở rộng hỗ trợ gửi và rút tiền Matic ERC-20. Được biết, Polygon, tiền thân là Matic Network, là giải pháp Layer 2 cho Ethereum. Polygon được phát triển để giải quyết các vấn đề quan trọng mà bản thân Ethereum không thể giải quyết trong khoảng thời gian hiện tại. The Finance Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào Web3, DeFi và Blockchain Game, được cho là đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để khởi kiện Three Arrows Capital. Trước đây, cả hai quỹ này đã có mối quan hệ hợp tác vô cùng thân thiết. Three Arrows Capital còn hỗ trợ The Finance trong công tác ngoại giao và đã từng là đối tác vô giá của The Finance. Tuy nhiên, sau khi 3AC rơi vào cuộc khủng hoảng thanh khoản và đứng trước nguy cơ phá sản, The Finance cũng bị thiệt hại không hề nhỏ khi có nhiều mối quan hệ làm ăn chung với 3AC.
Do đó, họ đang xem xét kiện BAC với tư cách là một chủ nợ. Với động thái này, The Finance vừa ghi tên mình vào danh sách dài các chủ nợ của Three Arrows Capital và rất nhiều bên trong số đó đang tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện Three Arrows Capital ra tòa án như Voyager, BlockFi, Blockchain.com, Bubble Finance. Justin Sun, nhà sáng lập Tron, đã đứng chung chí tuyến với Sam Bankman-Fried của FTX và Chen Benzel của Binance khi tuyên bố chi đến 5 tỷ USD để hỗ trợ cho các công ty tiền điện tử đang đứng trước bờ vực phá sản. Sun cho biết Tron đang thuê một ngân hàng đầu tư để tư vấn về các giao dịch tiềm năng, tuy nhiên anh từ chối thỏa thuận chi tiết. Sun tuyên bố cả anh và Tron đều đang nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp lành mạnh, cũng như các công ty đang gặp khó khăn và tất cả sẽ trải qua quá trình thẩm định trước khi thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào đối với 5 tỷ USD hỗ trợ. Sun nói thêm, mối quan tâm của chúng tôi là các nền tảng có cơ sở người dùng lớn, cả CeFi và DeFi. Đối với sự suy thoái của thị trường hiện tại, ông chủ Tron cho biết thị trường đã trải qua điều tồi tệ nhất, chúng ta chỉ cần làm sạch và tiến về phía trước. Tất nhiên, anh không khẳng định rằng thị trường sẽ siêu lạc quan. Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang hôm nay đã phát đi lời kêu gọi đẩy nhanh hành lang pháp lý cho lĩnh vực tiền mã hóa vì nhiều nhà đầu tư đã phải hứng chịu tổn thất đáng kể gần đây. Đính kèm với lời phát biểu là một danh sách thất bại của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số trong thời gian qua. Bà lập luận những thiếu sót của ngành tiền mã hóa về cơ bản cũng giống như lĩnh vực tài chính truyền thống, nên cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, tương tự trước khi crypto đủ lớn để trở thành mối đe dọa đối với phần còn lại của hệ thống tài chính. Tại hội nghị, bà cũng kêu gọi hợp tác quốc tế giữa các cơ quan quản lý tài chính để đối phó với phạm vi xuyên biên giới của ngành crypto. Đây cũng là điều được Bộ Tài chính nhấn mạnh trong phản hồi chính thức hôm qua của mình đối với mệnh lệnh hành pháp được Tổng thống Biden ban bố vào tháng 3. Crippio, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Argentina, đã công bố ra mắt hai sản phẩm, một cuốn sách giáo khoa giáo dục về tiền điện tử để giúp những người mới tham gia điều hướng thị trường tiền điện tử, và một ví Web3 mà công ty hướng tới là một cửa ngõ dễ dàng vào Metaverse. Cuốn sách sẽ có sẵn để người dùng tải xuống miễn phí, là một phần triết lý của việc trao đổi mang giáo dục tiền điện tử đến với càng nhiều người càng tốt. Song song với đó, ví Metaverse Crippio sẽ có một hệ thống lưu ký mới. Theo Serrano, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Crippio, ví đã hoạt động hơn một năm và sẽ hiệu quả hơn các ví Web3 có hệ thống tự lưu ký tương đương. Ví cũng có sẵn cho những người thử nghiệm beta ở Argentina. Công ty cũng tiết lộ thêm, họ sẽ mở rộng sang Tây Ban Nha sau khi tuyên bố sẽ đưa các dịch vụ của mình đến Colombia vào tháng 4. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục phục hồi nhẹ, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ chiều nay đang ở gần mức 1.000 tỷ đô la, tăng 1,2% giá trị trong vòng 24 giờ. Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất không quá chênh lệch so với cùng giờ ngày hôm qua, đang trao đổi tại 19.069 đô la, giảm hơn 5%. Trong khi đó, Ethereum chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ mức 0,5% giá trị, đang ở mức 1.221 đô la. Binance Coin là 243 đô la. CryptoLitVN xin cảm ơn CRVN Capital đã tài trợ chương trình. Quý khán thính giả đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ chúng tôi. CryptoLitVN xin chào và hẹn gặp lại.